Ok, chào bạn. Hôm nay mình sẽ chơi thử ở trang WeChat và mình mới lập nick. Ở đây là Elo 1500. Mình sẽ chơi ván đấu 5 phút để xem đối thủ thế nào. Ở đây ăn luôn lên tốt. Đối thủ này có vẻ đánh đi nước lỗi khá nhiều. Về lên tốt này để làm gì? Ok. Wow, lên tốt đây à? Nhưng nó đi rất biến hóa, không biết để làm gì. Ăn luôn. À, đuổi mã. Ok, mình sẽ ăn bằng tượng lên con mã để phòng thủ. Ghim mã. Đối thủ này 1500. Có lẽ là không quá mạnh. Lên mã. Ở đây ăn xe đi. Xem ạ, không đổi hậu. Chiếu xem sao. Ở đây thì đen đi lỗi khá nhiều. Có lẽ ván đấu đầu tiên của mình ở trang Lichess này mình sẽ chiến thắng. Bây giờ đánh thế nào đây? Về mã. Ok, cứ nhập thành cho an toàn đã. Lên mã. Mình sẽ lên tượng để ra xe chứ không phải là để bắt quân mã này. À, ở đây đen đã lấy hậu để ăn. Giờ mình sẽ phải chạy quân tượng. À đây, không phải chạy, bắt luôn. Thế là hơn được quân mã. Và đấu đầu tiên ở trang WeChess này có lẽ mình sẽ thắng thôi. Để hưởng ứng trận tranh cúp vô địch. Chúng ta thấy là ở ván thứ 8 vừa rồi thì Kazakin đã thắng Kasen. Và mình cũng hy vọng là người chiến thắng sẽ là Kazakin. Vì như thế thì năm sau Kasen sẽ trở lại và cái giải đấu nó sẽ hấp dẫn hơn. Ở đây thì bây giờ mình sẽ đổi quân để đưa về cờ tàn. Và mình sẽ chiến thắng với cờ tàn này thôi. Bây giờ thì mình sẽ đưa xe ra, sau đó đưa mã ra để tấn công quân mã của đen. Ra hậu. Ở đây thì đen sẽ ra xe, sau đó và mình sẽ ra mã để tấn công quân mã này. Ra hậu để bảo vệ. Mình sẽ vẫn ăn thôi. Mình ăn mã đây. Đen ăn hậu. Xe mình ăn xa. Xe đen ăn lên mã và xe mình bắt luôn, như vậy là mình hơn một xe.
cờ hơn một xe thì dễ đánh thôi. À, như vậy là chúng ta thấy là đen đã bị mất hậu. Ván này chiến thắng cũng khá là dễ dàng. Lên vua. Yeah. Như vậy là mình được cộng bao nhiêu? Không biết cộng bao nhiêu elo. Đối thủ muốn chơi lại.